Xin chào các bạn, mình là Phúc và mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên, mình muốn mời các bạn đến với MC Hồng Nhi tại một sự kiện. Xin chào các bạn, hiện tại thì Hồng Nhi đang có mặt tại lễ công bố hợp tác chiến lược điện thoại trợ giá combo 102 giữa FPT Shop, Samsung và Vietnam Mobile. Như vậy thì trong cái buổi lễ công bố này có thông tin gì hấp dẫn? Chúng ta hãy cùng di chuyển vào bên trong để cùng tìm hiểu nhé. Hôm nay ngày 12 tháng 12 thì FPT Shop phối hợp cùng với Vietnam Mobile chính thức giới thiệu rộng rãi chương trình VMN 102, có 102, mua cực dễ, giá cực rẻ. Đây là chương trình trợ giá mua điện thoại chính hãng mới 100% với giá hấp dẫn đến 8 triệu đồng, độc quyền tại FPT Shop. Lần đầu tiên tại Việt Nam thì một nhà bán lẻ hợp tác cùng với nhà mạng mang đến cho khách hàng chương trình trợ giá mua điện thoại kèm với gói cước siêu hấp dẫn. Như vậy thì các bạn cũng đã thấy là việc hợp tác chiến lược giữa FPT Shop, Samsung cũng như là Vietnam Mobile thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người trẻ của chúng ta. Còn các bạn thì các bạn có ý kiến gì về buổi lễ công bố này thì hãy chia sẻ với Tech Mắt bằng cách là để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn MC Hồng Nhi với những thông tin vừa rồi. Chị về đây, xin chào các bạn. Bây giờ thì Hồng Nhi và Thanh Phúc sẽ tiếp tục đưa các bạn đến những cái bản tin hot nhất trong ngày hôm nay nha. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay đó là iPhone của các bạn bị chậm thì các bạn hãy thử thay pin. Cụ thể thì một người dùng Reddit phát hiện rằng chiếc iPhone 6S của anh ấy đang sử dụng bỗng chậm đi khá nhiều. Ban đầu anh ấy nghĩ do là hệ điều hành iOS 11 là nguyên nhân của chuyện này. Tuy nhiên khi sử dụng chiếc iPhone 6 Plus của người anh trai thì cảm thấy chiếc iPhone đó nhanh hơn là chiếc 6S của anh ấy đang sử dụng, mặc dù iPhone 6 Plus có cấu hình thấp hơn là iPhone 6S. Sau quá trình nghiên cứu thì anh ấy nhận ra sau khi thay pin thì chiếc iPhone 6S cải thiện hiệu năng đáng kể. Cụ thể là điểm Geekbench trước khi thay pin là 1466 đơn nhân và 2512 đa nhân, nhưng mà sau khi thay pin là 2526 đơn nhân và 4456 đa nhân, một con số khủng khiếp. Tuy nhiên thì những người dùng iPhone 7 trên Reddit thì lại không bị như vậy. Theo một số chuyên gia công nghệ thì những chiếc smartphone có khả năng giảm xung nhịp để kéo thời gian sử dụng pin, còn những chiếc iPhone 7 sử dụng chip A10 Fusion, bản thân đã có những nhân tiết kiệm điện rồi, mặc nhiên thì không cần phải giảm xung nhịp bộ chip nữa. Nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác cho rằng ý kiến của anh chàng này là không đúng, bởi vì các thiết bị Apple xưa nay càng cập nhật phần mềm thì càng chậm. Còn các bạn đang theo dõi Tech Mắt thì có suy nghĩ như thế nào hãy để lại comment bên dưới nha. Và thông tin tiếp theo đó là Galaxy A8 và A8 Plus lộ video không che. Mới đây thì một video trên tay chiếc smartphone chưa ra mắt của Samsung và có khả năng rất rất cao đó là Galaxy A8 Plus. Dựa theo video clip trên thì ta có thể thấy là điểm nổi bật nhất chính là màn hình vô cực tràn viên của dòng S và Note cao cấp đã được đem vào thiết bị này với tấm nền Super AMOLED với kích thước là 6 inch với độ phân giải là 1080x2220. Bên trên là cụm camera kép với độ phân giải lần lượt là 16MP và 8MP và cả hai đều có khẩu độ là f1.9. Mặt sau là camera đơn với độ phân giải là 16MP, khẩu độ f/1.7 và cảm biến vân tay đặt sát dưới camera sau. Vị trí này thì có vẻ sẽ thao tác dễ dàng hơn là Galaxy S8 và S8 Plus. Không chỉ lộ ngoại hình mà còn lộ luôn cả bên trong khi mà thông số cấu hình cũng được phơi bày ra hết. Cụ thể thì thiết bị được cho là Galaxy A8 Plus này sử dụng con chip cây nhà lá vườn rất là mới Exynos 7885 với 2x2.2GHz và 6x1.6GHz, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 3500mAh, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cộng kết nối UPC. Đây có thể nói là một cấu hình rất tốt với mức giá được đồn đoán cho phiên bản Galaxy A8 Plus này sẽ vượt trên mức 600 đô. Và thông tin tiếp theo đó là thiết bị phát hiện các iPhone giả tại Việt Nam. Thời gian gần đây thì có xuất hiện thiết bị phát hiện các iPhone giả tại Việt Nam được một số cửa hàng kinh doanh iPhone mang về. Thiết bị với ngoại hình thì nhỏ nhắn nè, tổng thể thì có thiết kế giống như là một chiếc smartphone màn hình dưới 3,5 inch cách đây vài năm. Theo chủ cửa hàng cho biết, thiết bị này có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó được làm rất đơn giản, dễ sử dụng, gồm một công tắc, một cổng sạc và một cổng kết nối Lightning để đúc sợi cáp vào để phân biệt. Khi đúc cáp giả vào thì máy sẽ chỉ hiện một dòng chữ lớn màu đỏ. Các chính hãng thì máy sẽ hiển thị đầy đủ thông tin, ngay cả số series của chiếc cáp. Còn cáp của bên thứ ba khi đạt chứng nhận MFI, thiết bị vẫn sẽ hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết. Cũng theo chủ cửa hàng, trước đây các sợi cáp lô nhìn vào là có thể nhận ra ngay, còn bây giờ công nghệ làm giả rất là tinh vi, chỉ có thể phân biệt được bằng máy móc.
Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó là Huawei bổ nhiệm tổng giám đốc mới tại Việt Nam. Hôm nay ngày 12 tháng 12 thì Huawei đã gửi thông cáo đến báo chí về sự thay đổi nhân sự của công ty. Và chi tiết hơn thì Huawei vừa bổ nhiệm ông Phan Jun làm tổng giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam. Là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ thông tin và truyền thông ICT, ông Phan Jun chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo Huawei sẽ đáp ứng cam kết của mình trong việc cung cấp và triển khai các sản phẩm và giải pháp ICT tại thị trường Việt Nam. Và đó là tất cả những tin chính trong bản tin Techly ngày hôm nay. Và các bạn thấy tin nào hấp dẫn nhất nè, hay nhất nè thì hãy cho Techlog biết bằng cách là để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì Hồng Nhi và Thanh Phúc xin chào và hẹn gặp lại.